luôn cho mình cái tư tưởng thì học hỏi của mối sáng tạo không ngừng. Thế biết ơn vì đã có một môi trường thật tuyệt vời để mình được là chính mình. Và HPR thật sự cái mà em ấn tượng nhất về HPR đó chính là cái quá trình học hỏi cũng như là cái văn hóa phát triển bản thân không ngừng ở đây và giúp cho tất cả mọi người đều có thể phát triển từng ngày, lớn lên từng ngày. Nếu chúng ta tự học, nếu chúng ta học hỏi không ngừng thì chúng ta có thể đạt được mọi thứ chúng ta muốn. Và cái văn hóa của HPR chính là cái văn hóa gì ạ? Học tập suốt đời. Được anh Dũng yểm trợ thì hệ thống đến bây giờ đã lên con số gần 20.000 người rồi và đã phải dừng cái việc tuyển lại để tập trung vào chiều sâu rồi. Đó là thành quả mà một năm nay đã đạt được ạ. Và để có được thành quả này thì một lần nữa cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Nếu mà tập trung vào bản thân mình, chúng ta tạo kết quả thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến người khác một cách rất là tích cực.